Hà Nội những ngày mùa thu tháng 8. Cũng vào ngày này 20 năm trước, có một quyết định được ban hành. Quyết định của Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội về việc thành lập Ban Chính sách Bưu chính Viễn thông. Quyết định ấy đã mở ra một chặng đường phát triển với biết bao thử thách, cam go để hình thành nên ban thương hiệu và truyền thông của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội như ngày hôm nay. 20 năm ấy, in dấu biết bao con người đã dành trọn tâm huyết cho Viettel. Mỗi người có thể có một mục tiêu riêng, con đường riêng, nhưng sau tất cả, họ vẫn chọn giữ lại trong tim, chọn một chữ tình. Nếu chọn ba từ ghép bắt đầu bằng chữ tình, chúng tôi sẽ chọn từ đầu tiên là tình yêu. Cao hơn cả tình đồng nghiệp, ở đây chúng tôi có tình đồng đội. Sóng ra biển lớn, ngàn trái tim Việt theo tôi ơi, để tôi mang tên quê hương viết lên toàn cầu, để ngày mai đời mãi mãi lưu danh tôi là người Việt theo. Và chẳng biết từ lúc nào, một cách tự nhiên, thứ tình cảm ấy đã hóa thành tình thân. Hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau nhỉ? Lắm ơi! Anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cười bộ con lê, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Anh ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ôi trên này mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau. Em ơi đời loài người này ngắn lắm, chứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Em ơi dù cho mai này có ra sao, thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười. Mà ông ơi cuộc đời này còn dài được bao lâu, đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, nên ta cứ sống vui để về hôm nay.